Xin chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong bản tin Mac News của Mac Channel. Vì là một mùa hè nữa lại đến, chắc hẳn là các bạn đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch thật là kỹ lưỡng cho mùa hè bận rộn này. Và có lẽ trong khoảng thời gian này thì các bạn sẽ muốn làm mới bản thân mình hơn bằng cách thay đổi chiếc điện thoại đang dùng. Nhưng mà có quá nhiều smartphone và chúng ta không biết lựa chọn cái nào. Vậy thì hãy đón xem bản tin Mac News số thứ 8 của bọn mình sẽ đưa ra cho các bạn một sự lựa chọn hợp lý. Nokia Power User, smartphone Android đầu tiên của Nokia sẽ do Foxconn sản xuất. Châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc sẽ là những thị trường đầu tiên mà chiếc Nokia chạy hệ điều hành Android đổ bộ vào. Foxconn hiện vẫn đang đảm nhận việc sản xuất tablet Nokia N1. Nokia N1 khá thành công ở Trung Quốc. Những đợt hàng đầu tiên được bán hết rất nhanh. Tablet này cũng giành giải thưởng tablet Android tốt nhất tại Trung Quốc. Nokia dự tính sẽ phân phối tablet N1 tại nhiều thị trường khác nhau, nhưng hiện tại ngoài Trung Quốc, N1 chỉ có mặt tại Đài Loan. Nokia sẽ tung ra các chiến dịch marketing và trang web sản phẩm chính thức cho smartphone vào cuối năm nay. Theo các tin đồn, Nokia đang chuẩn bị một chiến dịch marketing hoành tráng cho smartphone trên Android. Dòng smartphone Zenfone C của Acer vừa có thêm phiên bản anh em mã hiệu Zenfone C cộng với nâng cấp RAM lên đến 2GB với giá 2,49 triệu đồng sẽ được bán tại Việt Nam vào đầu tháng 7 năm 2015. Zenfone C cộng kế thừa tất cả những ưu điểm của Zenfone C, kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang với màn hình 4,5 inch rất phù hợp với những người dùng ưa thích sự năng động. Dung lượng pin 2100mAh, mang lại 30 giờ thoại 3G, 11 giờ lướt web wifi cùng 5 giờ xem video Full HD liên tục. Nhất là đối với những ai nghiện xem phim trên YouTube thì đây gọi là điều tuyệt vời. Cập nhật đáng giá nhất của Zenfone C cộng là RAM 2GB thay vì 1GB so với phiên bản tiền nhiệm. Về kích thước màn hình đa dạng từ 4,5 inch, 5 inch, 5,5 inch và 6 inch thì bạn sẽ không quá khó khăn để lựa chọn cho mình một chiếc vừa túi. Sau khi Bphone của BKV được trao đến tay người tiêu dùng thì bên cạnh những đánh giá tích cực thì BKV đã gặp phải khá các sự cố và một lần nữa BKV đã khiến người tiêu dùng phải thót tim. Theo đánh giá của người dùng thì camera trên Bphone lấy nét rất chậm và ảnh chụp chưa tốt khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, thậm chí máy bị treo khi bật chế độ HDR. Đây là một lỗi rất khó chấp nhận đối với hầu hết người dùng. Chính vì vậy, BKV quyết định hoãn giao hàng đến ngày 3 tháng 7. Bên cạnh đó, những máy đã đến tay người dùng có thể sẽ được thu hồi. Để bù đắp cho sự bất tiện nói trên, BKV cho biết sẽ đổi cục sạc thường thành sạc nhanh và tặng người dùng phiếu mua hàng trị giá 200.000 Việt Nam đồng trên website vala.vn. iPhone 6S và 6S Plus đã bắt đầu được sản xuất để kịp bán từ quý 3 và có thêm tính năng cảm ứng lực. Đây là nâng cấp quan trọng nhất để duy trì sự vượt trội so với các đối thủ khác. Apple sẽ trang bị cảm ứng lực, tính năng đã có trên Apple Watch và mẫu MacBook mới nhất. Cho iPhone sau 2 năm kể từ khi bắt đầu làm việc với nhà cung cấp để hoàn thiện màn hình cảm ứng áp suất. Trang Bloomberg xác nhận hôm nay, ngày 27 tháng 6, đây sẽ là điện thoại đầu tiên ứng dụng công nghệ cảm ứng lực. Các chuyên gia dự đoán công nghệ này sẽ mang lại sự đột phá cho iPhone thế hệ kế tiếp, như những gì đã làm với MacBook 12 inch. Theo đó, người dùng có thể nhấn mạnh, nhẹ để chuyển đổi giữa chế độ chụp ảnh với quay video, tận hưởng những tùy chọn hoàn toàn mới khi chơi game, hay lựa chọn tách, tệp văn bản một cách dễ dàng hơn, vân vân. Tuy nhiên, đây cũng sẽ có thể là một yếu điểm của iPhone 6. Và liệu rằng điều đó có thật hay không sẽ còn phụ thuộc vào ý kiến người dùng. Hãy cùng chờ xem nhé! Apple vừa tung ra bản update mới nhất cho iOS 8. iOS 8.4 tích hợp ứng dụng Music và dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Apple Music đã được mong đợi từ rất lâu. Dịch vụ Apple Music nằm trong ứng dụng Music đã được giới thiệu trong hội nghị dành cho lập trình viên WWDC năm 2015 cho phép nghe nhạc không giới hạn. Và một tin vui cho các tín đồ Apple Việt Nam đó là mức giá thuê bao chỉ với 2,99 đô la một tháng, thấp hơn rất nhiều so với mức giá 9,99 đô la một tháng mà Apple đặt ra tại Mỹ. Ngoài Apple Music thì iOS 8.4 còn bao gồm ứng dụng Music độc đại tu hoàn toàn khác. Music có thiết kế mới, hiển thị ảnh của nghệ sĩ trong mục Artist và Mini Player với giao diện Now Bling hoàn toàn khác. Trong Music thì các bạn có thể tạo danh sách cho nhạc cá nhân và tìm kiếm dễ dàng hơn. Và nếu như các bạn muốn trải nghiệm những tính năng mới này thì hãy nhanh chóng update bản iOS 8.4 cho các thiết bị Apple của mình. Chúng ta sẽ khép lại bản tin Mac News tại đây. Hãy like và subscribe để đón xem những video tiếp theo của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!